Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiêu dùng hiện đại. Thưa quý vị, cận thị là một trong những tật khúc xạ gặp nhiều nhất ở mọi độ tuổi, trẻ em lẫn người lớn, đặc biệt là những người làm việc tại văn phòng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và thói quen sinh hoạt của mỗi người. Chính vì thế, để giải quyết được vấn đề cận thị, ngoài việc đeo kính, hiện nay nhiều người đã tìm đến các phương pháp điều trị mới. Các phương pháp này có những ưu khuyết điểm như thế nào và những vấn đề mà chúng ta cần biết khi phẫu thuật mắt? Đó là những nội dung sẽ được chuyển tải trong chương trình ngày hôm nay thông qua chủ đề trải nghiệm thanh xuân không kính cận. Mời quý vị cùng theo dõi. Với những người bị tật khúc xạ, việc tìm hiểu những phương pháp điều chỉnh mắt cận thị có tính an toàn cao là nhu cầu thiết yếu. Đây cũng là lý do vì sao Quỳnh Như có mặt tại trung tâm mắt Hải Yến với tình trạng mắt bị cận 7 độ, loạn 3 độ để có thể giải phóng mắt khỏi cặp kính dày, Như đã chọn phẫu thuật mắt bằng phương pháp đặt kính nội nhãn ICL. Mặc dù đã được bác sĩ tư vấn cặn kẽ, thế nhưng Quỳnh Như vẫn còn có những nỗi lo lắng riêng. Như cũng rất là lo lắng thì không biết là sau khi phẫu thuật phương pháp ICL thế này thì có bị tái cận hay không? Khi mà làm xong thấu kính như thế này á thì nó có an toàn hay không? Đây là những cái băn khoăn của Như trong cái thời gian vừa qua. Và Như cũng rất là mong là sau khi phẫu thuật phương pháp như thế này thì sẽ là một cái giải pháp tối ưu để mà mình sẽ có một cặp mắt tốt hơn và đồng thời là không phải đeo kính gọng nữa. Thưa quý vị, có thể thấy cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì ngày nay các phương thức điều trị mới đang ngày càng được nghiên cứu và áp dụng vào việc điều trị mắt cận. Và để có thêm thông tin về phương pháp này, ngày hôm nay mình có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Trần Đình Minh Huy, đại diện của Hải Yến Eye Care. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin chào Mai Anh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy là một đôi mắt sáng khỏe là ước ao của rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay khi mà phải quá phụ thuộc vào cặp kính cận hay là vào lens. Vậy thì hiện tại có những phương pháp phẫu thuật khúc xạ nào bác sĩ có thể chia sẻ không ạ? Thật sự ra là phương pháp phẫu thuật khúc xạ hay còn gọi là những cái phương pháp điều trị tật khúc xạ để là giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự vướng víu của cặp kính gọng là một trong những phương pháp phẫu thuật là ngày nay được gọi là phổ biến nhất trong ngành mắt. Thì ngày nay người ta chia ra thành hai nhóm điều trị chính cho phẫu thuật khúc xạ. Một nhóm đó chính là điều trị bằng sử dụng các loại laser điều trị trên bề mặt giác mạc, đó là làm mỏng giác mạc là phần trong suốt ngay phía trước tròng đen. Và nhóm phương pháp thứ hai đó là nhóm phương pháp điều trị phẫu thuật nội nhãn can thiệp và sử dụng các loại kính mà chúng ta đặt vào bên trong nội nhãn. Thì đối với các cái nhóm thứ nhất đó là điều trị phẫu thuật khúc xạ bằng laser lên trên bề mặt giác mạc thì nó gồm có 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là chúng ta sẽ điều trị laser trực tiếp lên trên bề mặt giác mạc sau khi chúng ta đã bóc bay một cái lớp biểu mô trên bề mặt giác mạc, rồi là chúng ta sẽ điều trị bằng cái độ chúng ta đã tính toán ra. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ sau khi chúng ta tạo một cái vạc trên giác mạc, vạc đó có thể được tạo ra bằng một cái dao vi phẫu cơ học hoặc đó là bằng cái dao laser femtosecond mà rất là hiện đại sau này. Và cuối cùng là một cái phương pháp mà khá là hiện đại mà xuất hiện cũng đâu đó tầm vào khoảng chừng hơn 10 năm trở lại đây là phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng SMILE, là có thể như là một cái cuộc cách mạng về phẫu thuật khúc xạ và để chuyển từ phẫu thuật khúc xạ như là một cái những cái phương pháp mổ hở trước đây chuyển sang phương pháp phẫu thuật bằng nội soi với cái đường mổ chỉ khoảng từ 2 đến 2,5 mm. Nhóm thứ hai đó là nhóm chúng ta điều trị phẫu thuật khúc xạ bằng các phương pháp can thiệp nội nhãn. Thì can thiệp nội nhãn ngày nay cũng rất là phổ biến, đặc biệt là với cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là sự tiên tiến của các loại kính đặt vào trong mắt của bệnh nhân ngày nay với cái độ tương thích sinh học rất là cao, như là cái phương pháp ICL thì đã được triển khai ở Việt Nam từ những năm 2010-2012 trở lại đây. Thì phương pháp này có những cái biên độ điều trị rất là cao, thậm chí lên đến 16-18 độ cận và lên đến 6 độ loạn, trong đó độ viễn có thể điều trị lên đến 10 độ. Bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên và có ít nhất đó là trong vòng khoảng từ 6 tháng cho đến 12 tháng gần trở lại đây, độ khúc xạ gần như tuyệt đối ổn định. Thì cái điều đó nó sẽ coi như là những cái chỉ định ban đầu hết để cho bệnh nhân được quyền thăm khám và điều trị đối với tật khúc xạ. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm như là về thời gian phẫu thuật hay là những lưu ý gì mà bệnh nhân cần quan tâm ạ? SMILE được xem là phương pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến nhất trong nhóm phẫu thuật khúc xạ bằng laser lên trên bề mặt giác mạc của bệnh nhân. Đó chính là cái cuộc cách mạng lớn nhất, bởi vì đối với phương pháp phẫu thuật SMILE là chúng ta sẽ không có vạc và cái câu chuyện an toàn cũng như sự ổn định. Ngoài ra, bởi vì cái phương pháp phẫu thuật SMILE nó là có đường mổ nó nhỏ hơn rất là nhiều, thậm chí chỉ có khoảng chừng bằng 1/10 so với phẫu thuật femtolasic hoặc lasik trước đây, thì nó làm cho chúng ta cũng giảm rất nhiều cái nguy cơ của tình trạng khô mắt. Do đó phương pháp phẫu thuật SMILE
Thì đối với những cái bệnh nhân mà có những cái tình trạng khô mắt từ nhẹ cho đến trung bình thì chúng ta vẫn có thể chỉ định phương pháp phẫu thuật này cho các bạn. Dạ vâng, còn về thời gian của phẫu thuật khúc xạ SMILE thì sẽ trong bao lâu ạ? Đây cũng là một điều mà rất là nhiều người quan tâm tại vì họ sợ nghe tới phẫu thuật hay là mổ mắt. Trung bình một mắt của bệnh nhân đâu đó tầm vào khoảng từ 2 phút 30 giây cho đến khoảng 2 phút 50 giây. Có nghĩa là dưới 3 phút cho cả một mắt, kể cả thời gian chiếu laser và thời gian tách đi cái lõi nhu mô của bệnh nhân. Do đó cho bệnh nhân một cái kết quả cũng như là một cái trải nghiệm phẫu thuật rất là đặc biệt cũng như rất là nhanh và làm giảm bớt cái tình trạng là bệnh nhân sợ hãi cũng như bệnh nhân lo lắng trong phẫu thuật. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Đình Minh Huy với những thông tin rất là hữu ích về phương pháp phẫu thuật khúc xạ SMILE cũng như là các phương pháp khác. Và quý vị thân mến, để tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Một năm trước, Duy Tường đến với trung tâm mắt Hải Yến với một tâm trạng đầy lo lắng vì không biết có nên phẫu thuật mắt cận thị không. Thế nhưng sau một năm thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp SMILE, Tường quay trở lại tái khám với một tâm trạng khá thoải mái. Việc phẫu thuật mắt không chỉ giúp Tường tự tin hơn trong giao tiếp mà còn mang lại cho Tường nhiều cơ hội phát triển tốt hơn trong công việc. Mọi người cứ hay nói là mổ xong thì một thời gian sau thì mắt nó sẽ bị khô hoặc là nó sẽ lên độ. Nhưng mà sau một năm thì hiện tại khám thì tỷ lệ nó vẫn là tốt. Nếu mà mọi người trải qua cái cảm giác mà nhìn cái con đường hay là một cái góc nhà của mình mà với con mắt mà nó không có đeo kính á, nó thật sự là một cái trải nghiệm rất là khác và rất là thú vị. Và mình nghĩ là ai bị cận thì cũng có thể nghĩ tới vấn đề này. Thưa quý vị, và để tiếp tục với câu chuyện ngày hôm nay, trải nghiệm thanh xuân không đeo kính cận, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Tường Duy, đại diện Hải Yến Eye Care. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Mai Anh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, rõ ràng là sau khi phẫu thuật thì sẽ rất là tuyệt vời khi giống như là cuộc sống bừng sáng, tại vì mấy anh cũng đã trải nghiệm phẫu thuật khúc xạ rồi. Trước đây là mình sẽ rất là phụ thuộc vào mắt kính nè hay là kính áp tròng, nhưng mà sau đó thì sẽ cảm thấy rất thoải mái với sinh hoạt, với cuộc sống. Tuy nhiên vẫn có những băn khoăn, đó là có bị tái cận sau phẫu thuật không ạ? Tất cả các bệnh nhân đều sẽ được bác sĩ ở Hải Yến Eye Care thăm khám và kiểm tra. Yeah. Coi như là mình sẽ tổng hợp hết tất cả những cái thông tin riêng cho mỗi cá nhân và cuối cùng mình sẽ đưa đến một cái kết luận là bệnh nhân đó có những cái nguy cơ khúc xạ và có những cái nguy cơ tái độ về sau như thế nào. Yeah. Những cái thông tin đó bao gồm là những cái tình trạng khúc xạ hiện tại của bệnh nhân, rồi cái mức độ mà ổn định khúc xạ của bệnh nhân trong cái thời điểm hiện tại và gần đây, độ tuổi của bệnh nhân, rồi những cái phương pháp mà bệnh nhân dùng để cân bằng cái độ khúc xạ của mình, để điều chỉnh cái độ khúc xạ của mình như thế nào. Thì sau khi mà phân tích hết tất cả các yếu tố kèm thêm những cái đo đạc dựa trên những cái chẩn đoán hình thì mình có một cái kết luận là bệnh nhân đó sẽ có cái nguy cơ tái độ về sau nhiều hay ít hay như thế nào. Và cái cuối cùng mà bác sĩ kết luận được đó là cái thời điểm này là bệnh nhân có được phẫu thuật khúc xạ hay không, hay là mình phải đợi thêm một thời gian và phải làm thêm những cái bước như thế nào để đảm bảo cho cái độ khúc xạ nó ổn định nhất và sẽ chọn ra cái phương pháp để mà bệnh nhân có thể cân bằng độ của mình tốt nhất. Nếu mà mình được khám kỹ nè, mình được đo đạc chính xác nè và chọn được cái thời điểm cũng như cái phương pháp phẫu thuật phù hợp thì mình cũng không cần phải quá quan tâm về cái nguy cơ tái cận của mình. Tuy nhiên vẫn còn một cái yếu tố cuối cùng, yếu tố này cũng không kém phần quan trọng, đó chính là cái việc mà mình chăm sóc và mình bảo vệ cái mắt của mình sau khi mà mình đã được phẫu thuật khúc xạ thành công. Vâng, thưa bác sĩ, và còn thêm một điều nữa là có rất là nhiều các bạn sau khi phẫu thuật hay nói là mắt của mình hay bị khô á bác sĩ. Vậy thì có cách nào để khắc phục và việc khô mắt nó có ảnh hưởng gì đến đôi mắt sáng khỏe của mình không ạ? Sau khi phẫu thuật thì chắc chắn là mắt của các bạn sẽ bị khô. Bác sĩ luôn luôn sẽ cho các bạn bổ sung nước mắt nhân tạo và các dạng nước mắt nhân tạo sẽ được chỉ định theo hướng dẫn của bác sĩ. Bạn sẽ không tự ý mua những cái loại nước mắt nhân tạo ở bên ngoài mà sẽ phải theo cái hướng dẫn của bác sĩ để có được một cái chế độ chăm sóc mắt tốt nhất sau khi phẫu thuật. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất hữu ích ngày hôm nay ạ.
Và quý vị thân mến, hy vọng là với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, trong câu chuyện là trải nghiệm thanh xuân không đeo kính cận, thì quý vị khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ hiện tại vẫn còn đang phụ thuộc rất là nhiều về cặp kính hay là kính áp tròng, sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thêm được những sự lựa chọn cho một đôi mắt sáng khỏe về lâu dài ạ. Đến đây thì chương trình Tiêu dùng hiện đại kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.